Xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiêu Vlog nha. Thì shop hoa đang chào hoa anh nha cả nhà. Hôm nay là màu vàng nha cả nhà. Hôm bữa là màu đỏ nha. Hoa hồng, hoa hồng nhung. Bữa nay hoa vàng nhung. Rồi, đây là một cái đàn hoa phải nói là quá đẹp rồi. Giống như cái chậu giống như là cái hoa màu hồng đỏ chứ bên kia đó anh. Đúng rồi. Chị gan luôn á. Chị sát con cái là khác, đó là cái màu thôi. Màu. À này sẽ nhảy nước ngoài. Hôm nay là shop hoa đi tới hai xe rồi nha cả nhà. Bữa lên có ngồi ra đi tới hai người. Chú Tiểu đang phụ sắp hoa nha cả nhà. À, cái này là của chị Amy Watt ở Mỹ gửi viếng Tổng Năm Vũ Linh nha. Hai chậu giống nhau như cả nhà, chỉ có khác là cái màu hồng với màu đỏ thôi nha cả nhà. Hạ xuống đi, hạ xuống đi. Chụp lại, chụp lại. Chắc là để bên đây luôn, chắc đẹp luôn á. Để bên đây nữa là cho nó đều luôn. Năng tháo bọc năng ơi. Thì giới thiệu với mọi người là cái chậu hoa này trắng là cao một mét mấy, là bây giờ hiện tại giờ đó là chú Tiểu chậu gì giống nè, chú cá Tiểu nha mọi người. Chậu giống cái đuôi của nàng chú cá băng rồi, băng băng Tiểu nè. Bây giờ người ta nói ở trên cái chậu hoa này là hoa hồng, này màu gì anh, không phải màu hồng đâu, vàng, hoa hồng nhưng mà không vàng, hoa hồng nhung và vàng. Hoa này là của chị Amy đúng không? Em có cái giấy đâu rồi ta? Hoa này là hoa giả nha mọi người, chứ không phải hoa thật. Thì để chống mấy cái con vật đồ ăn thì hoa giả này là hoa giả của sáp. Giờ bắt đầu anh em mình giả hoa đẹp nha cả nhà. Đó, cái này là hồng nhung nha cả nhà. Đó. Cái này là con này nó sẽ không có ăn được nha cả nhà. Đó. Hoa hồng nhung. Hoa hồng nhung màu vàng. Cái này nó rất là đẹp, như vậy là hoa nhung lụa. Cái chậu không là đẹp ra, cái chậu không một mấy mấy nha cả nhà. Nó cho nó hát. Cái chậu này mà một mét mấy cho nó ác tiếng nhạc thôi, mọi người cũng thông cảm chứ không muốn nói đâu mọi người ơi. Rồi nói cho nó ác tiếng nhạc thôi thôi, bởi vì bản quyền cái... thì bây giờ tụi em ở phía trong là đang sửa soạn cái chuẩn bị để mọi người đứng xa xa đi, mọi người đứng xa xa nhìn nó mới đẹp. Đó. Hoa này mà chưng ngay chỗ có mộ cậu thì còn gì bằng nữa. Đẹp nha cả nhà. Cái bình màu trắng là cũng tôn lên vẻ đẹp của cái hoa nữa. Dạ, kính dạ, chúc dạ, các cô chú có một cái ngày nghỉ thật là vui vẻ và luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc luôn nha. Đó hoa này nha.
em trả cho anh mượn cái bản anh ghi hình lại khoảng khắc. Mượn cái bản đâu chị? Trong quá trình lấy ra đó mời nhau. À, ở trên cái bàn thờ của cậu thì đang có một cái vị khán giả cúng tế trường nha cả nhà. Tế trường nha. Bên này là có tế trường nha cả nhà. Tế trường chính đỏ đẹp lắm nha. Có bánh ít nữa. Quá là ngưỡng mộ về cái sự yêu mến của khán giả dành cho cậu cô chú anh chị ha. Đó thì bây giờ shop cũng đang treo cái biết rồi đó hoa này đẹp quá tấm này nè cả nhà. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không chân cho sự vàng cái chậu là phải hai người nha. Hai người khen nha cả nhà. Hai người khen nhưng mà đó một chục người bay quá lớn luôn cả nhà ơi. Quay đồng cảnh cho mọi người thấy nè, có hai người khen mà chục người bay nói chung là lắm qua này nó đẹp đẹp đúng không? Đẹp nha. Thì bây giờ hoa mới mình thấy được cái vị trí nó xứng rồi luôn á. Nó cân bằng á. Lúc đầu thật sự là cái vòng hoa đỏ đó không phải là màu đỏ mà là màu vàng luôn. Màu vàng hả? Là chị em mua tại vì em đặt một mình như vậy mình nghĩ sao mình nói vậy quý anh chị, không phải là đây là cái nhân viên như mình nghĩ với mọi người thì nó rất đẹp, nhưng mà như mình nghĩ với mình thì mình thích. Một bên là màu đỏ, một bên là màu vàng nha cả nhà. Đó những đó qua như vậy thì rất là công sức của chị Andy West. Thì mong cậu Năm thôi rất là cảm ơn chị Amy Watt thì cũng đã có những cái tấm lòng khi mà viếng cậu Năm ở đây. Đó, khi mà mặc dù là chị ở bên Mỹ nha cả nhà, nhưng mà chị vẫn nhớ cũng như là gửi những cái đó hoa về để viếng cậu. Giờ thì nhân viên shop hoa thì cũng đang sắp xếp lại giờ đó để cho nó hoa nó đẹp hơn, tại vì đi đường ở cả nhà gió rồi đó. Thì cái anh shop hoa bữa nay đi hai người thì một anh thì ở bên đây cái hoa nó rối cả nhà, rồi bên kia là cũng có một anh đang chỉnh là cái hoa nữa đó. Cái hoa bữa giao rồi mà nay anh rất là kỹ nha cả nhà, anh cũng đang sắp lại để gỡ ra những cái rối của cái hoa với cái lá cành đó cả nhà. Cái video của Hiện Tiên kết thúc ở đây, thì Tiên sẽ tiếp tục cập nhật những video mới trên kênh của Hiện Tiên. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like để Tiên ra những cái video mới thì sẽ nhận được thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú trong những cái video lần sau.